Thưa quý vị, sáng nay ngày 12 tháng 8, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trường Chinh chủ trì hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 7 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 5 tháng cuối năm. Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng, trong 7 tháng đầu năm nay, công tác phát triển số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội, kể cả bảo hiểm xã hội bắt buộc và không bắt buộc đều tăng. Trong đó, bảo hiểm xã hội bắt buộc tăng thêm khoảng gần 18.000 người, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng thêm hơn 2.800 người. Tính đến cuối tháng 7 năm 2022, tỷ lệ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội so với lực lượng lao động trong độ tuổi đạt trên 43%, vượt 1,2% so với mục tiêu. Số người và tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt gần 40%, vượt 5,8% mục tiêu. Độ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt gần 93%, không tính người tham gia bảo hiểm y tế trong lực lượng vũ trang. Cùng với việc mở rộng, phát triển người tham gia mới, công tác giải quyết và chi trả các chế độ chính sách bảo hiểm, thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, theo các nghị quyết của chính phủ, luôn được thực hiện nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo quyền lợi của người tham gia. Tuy nhiên, tại thành phố, hiện tỷ lệ nợ bảo hiểm xã hội còn cao, tình trạng trốn đóng, nợ đóng vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Tổng số tiền nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tính đến cuối tháng 7 năm 2022 là khoảng 360 tỷ đồng, tăng hơn 27 tỷ so với cùng kỳ năm 2021.